Dưới thời trị vì của vương triều nhà Lý, việc tiến hành lễ cầu đảo là việc làm rất thường xuyên của các vị vua. Đặc biệt, vua Lý Thần Tông là một trong những vị vua nhà Lý tiến hành nhiều nghi lễ cầu đảo nhất, với mong muốn thời tiết ôn hòa, thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp. Kinh thành Thăng Long, năm 1129. Khởi tấu hoàng thượng, năm nay mùa hạ vừa chớm sang mà nắng nóng kéo dài. Hệ thống kênh mương tưới tiêu đồng ruộng đã xả nước từ các sông lớn về các miền quê, nhưng chỉ được một lượng rất nhỏ, tình hình khá nguy cấp. Xin hoàng thượng cùng các quan lưu tâm ạ. Trẫm đã đích thân đi cầu mưa mà không linh ứng. Nắng mưa không thuận khiến trẫm ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa hoàng thượng, hoàng thượng đừng lo lắng quá mà tổn hại long thể. Trẫm là người ít đức, can phạm đến trời, làm mất hòa khí. Mùa xuân năm ngoái mưa dầm, mùa xuân năm nay đại hạn. Các khanh nên nghĩ xem trẫm có điều gì lầm lỗi thì bổ cứu lại cho. Muôn tâu hoàng thượng, 3 tháng xuân là mùa sinh nở muôn vật. Không mưa xuống thì sự sống của các loài sao cho được thỏa thuê. Hoặc giả hình ngục có sự oan uổng không đúng, hại đến khí hòa chăng? Kinh thư có cầu, tiễm hằng dương nhược, nghĩa là chính lệnh của nhà vua mà sai lệch vì quá nghiêm khắc, thì điểm dữ sẽ phản ứng lại là nắng nhiều. Vậy xin hoàng thượng nghĩ lại. Nếu đúng là có án oan như lời ngoại lang Trần Ngọc Khánh nói, như vậy là phạm tới trời rồi. Phải xét lại việc hình án mới mong đất trời thấu tỏ mà bàn mưa xuống. Lời Trần ngoại lang nói không phải không có lý. Hãy ban thánh lệnh của trẫm tha tội cho các tội nhân trong nước. Hoàng thượng thật anh minh. Không phải thế không minh? Phải không vậy? Còn chưa chắc nữa. Như vậy là các phạm nhân đều được tha tội. Cầu mong là trời đất sẽ thấu hiểu và ban mưa xuống. Ơn trời, đã mưa rồi, cuối cùng cũng đã mưa rồi. Sau đó, các năm như 1132, 1137, mỗi khi thời tiết khắc nghiệt, vua Lý Thần Tông thường đích thân làm lễ cầu đảo, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Việc tiến hành lễ cầu đảo dưới thời nhà Lý, đặc biệt thời vua Lý Thần Tông trị vì, cho thấy đất nước rất chú trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.